Welcome to VTV News in English. I'm Phu Liên. Let's check the headlines. An art performance is an opportunity to raise funds. Sao hôm nay bà lại xem bản tin tiếng Anh? Thằng Quang không về quá. Bà làm gì mà xuống nước linh láng thế này? Ông để quên từ nãy giờ đấy. Đủ lận quá. Giờ này mà vẫn chưa về. Không biết liệu có chuyện gì đây. Thôi ông đi ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi làm. Để tôi thức chờ con cho. Cứ mỗi lần nghĩ ngợi ông lại cầu đến thuốc lá thì bao giờ bỏ được. Tôi nghĩ thằng Quang nhà mình không phải đứa hư. Ông đừng vội tin mấy câu nặc danh đó. Vâng, con bà hay, con bà nhất. Mình phải tin con mình chứ. Con xin lỗi đã về muộn. Sao mặt của con lại thế kia? Không sao đâu ạ. Sao lại về muộn thế? Con bận chút việc của bạn bè. Trên đường về xe đâm phải hố nên bị ngã. Bị vênh vành nên sửa hơi lâu chút. Lần sau về muộn, con phải điện báo cho gia đình biết. Nhớ chưa? Dạ. Con xin lỗi. Quang, bố muốn nói chuyện với con. Để mai được không bố? Con hơi mệt và buồn ngủ. Bố hỏi thật, có đúng con bị ngã xe máy không? Dạ, đúng như vậy. Còn chuyện này nữa, mà thôi để khi khác. Bố chỉ dặn, nếu con định làm gì thì hãy cẩn thận, đừng liều lĩnh. Sao bỗng dưng bố lại hỏi như vậy? Không có chuyện gì đâu. Thôi muộn rồi, con ngủ đi. Ông cứ hút thế thì làm sao nói được các con? Tôi lo cho thằng Quang lắm, không biết hư thực thế nào. Hay ngày mai ông cứ hỏi thẳng nó xem sao. Tôi thấy chưa nên, vì sợ nó nghĩ mình nghi ngờ nó. Đánh mất lòng tin với con cái thì không bao giờ nói chuyện với chúng được đâu. Để từ từ đã. Có dễ chịu không anh? Chào bác sĩ. Bà ơi, các chú có biết làm sao đi ngủ? Bà hy vọng là thế, nhưng nếu vết thương không phải là ở đâu. Thế có được gọi là thương binh không bà? Không, phải ra trận đánh giặc thì mới được gọi là thương binh. Bố còn chỉ bị tai nạn giao thông thôi. À, 209. Đúng rồi đấy, bà đưa cháu. Chào bà. Chào bác. Vâng ạ, chào mẹ. Ôi, Huy. Mẹ. Bà đi con. Huy ơi. Có sao không con? Thế bác sĩ đã cho con xem phim chụp cắt lớp chưa? Dạ rồi. Họ nói nhẹ thôi, nhưng chưa cho về ngay được. Vì còn phải theo dõi thêm, đề phòng xem có biến chứng gì không. Bố ơi, bố có đau không?
Bố nhớ con lắm. Thế con có nhớ bố không? Nhớ chứ, nhưng mẹ nhớ bố hơn vì suốt ngày mẹ mong bố về đấy. Ấy, cứ nằm xuống. Lúc nghe con Phượng báo tin mẹ lo quá. Nhưng thế này là may rồi. May gì hả mẹ? Từ lúc con mang thai, khổ sở vì nghén ngẩm. Anh ấy vắng nhà suốt, đã giúp đỡ được gì đâu. Giờ lại thế này. Sao con lại nói thế? Thôi, con không ăn nữa đâu. Con cố ăn một miếng nữa thôi. Bố nó có muốn nằm như thế này đâu. Nhỡ ra rồi thì mỗi người cố một tí vậy. Nghĩ lại thì vải đã vỡ. Cũng tại con nóng ruột quá. Dục anh sẽ ôm chạy thật nhanh để về nhà. Ai ngờ anh ta lại vượt ẩu, vượt cả ô tô ngược chiều. Suýt nữa thì chui vào gầm xe. Khổ. Lại đổ vấy. Em còn lạ gì cái tật chạy xe của anh. Cứ ngồi lên xe là phóng. Bảo mua mũ bảo hiểm thì cứ dùng rằng mãi chẳng chịu mua. Thôi, Phượng đừng có trách móc. Mà Huy cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chịu khó nằm mấy bữa là được về thôi. Bác sĩ nói phải xem phần não có vấn đề gì không thì mới cho xuất viện. Còn sốt ruột quá. Anh ăn gì? Để em đi mua. Phượng, anh không đói. Anh không đói cũng phải cố mà ăn. Để em còn về nhà xem việc hàng họ thế nào. Chứ ở đây đợi cơn đói của anh làm sao được. Lẽ ra lúc này con phải là người chăm sóc cho nhà con. Bây giờ mọi việc lại đổ hết lên đầu hai bà cháu. Hồi sinh bé Loan, nhà mình đã phải bán đi cả suất ruộng phần trăm để lo cho hai mẹ con nó. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, con đừng có lo. Mẹ nhắc đến cái chuyện khốn khổ ấy để làm gì. Ngày xưa bọn trẻ con có cháo húp là đã tốt lắm rồi. Bây giờ thì bao nhiêu loại sữa. Chỉ cần có tiền. Con đã tính rồi. Con đã chuẩn bị ít tiền cho nhà con sinh cháu. Nếu cần, con sẽ bán chiếc xe máy rồi mua lại sau. Quan trọng là hai mẹ con phải khỏe. Mà em đừng hà tiện trong ăn uống. Mẹ khỏe, con nó sẽ khỏe. À, đợt này lên Hà Nội, mẹ cũng đã mua được cho Phượng những thứ cần thiết rồi. Như băng vệ sinh này, gói đẻ sạch này, mấy thứ nữa, gần như đủ cả rồi đấy con ạ. Bà nhắc nhà con nên ăn ngủ điều độ. Phượng hay tham công tiếc việc lắm. Có khi bỏ cả bữa đấy ạ. Bố ăn đi. Ôi xin. Anh đi từ lúc em mang thai. Sao biết mà nói? Anh sống với em 10 năm rồi. Không hiểu tính em sao. Các cụ bảo chừa đẻ cửa mà. Suốt 6 tháng ở trong kia, anh không giúp gì được em, lại càng lo. Người ta bảo đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình. Nhưng còn tôi đây, tôi sẽ không để con gái tôi như vậy. Bé Loan, nhìn đấy mà học. Cháu học để làm gì ạ? Cô ạ, thế cô cứ bé mãi hay sao? Chả mê chốc rồi cô cũng làm mẹ, biết dần từ bây giờ cũng tốt. Và lại ở trong nhà ai cũng phải biết cách chăm sóc cho đàn bà mang thai. Những lúc mà bố mới lại bà đi vắng thì cháu cũng phải biết cách chăm mẹ cháu chứ, đúng không? Phượng, em lấy cho anh cái túi. Ở ngăn trên em ạ. Đây là quà của bé Loan. Hay quá nhỉ. Lúc ở trong kia vào hiệu sách thấy quyển này hay hay, mua cho em, coi như là quà của hai mẹ con. Em đọc xong
cất đi dành cho bé Loan. Bao giờ bé Loan làm mẹ sẽ rồi. Quyển này là của con. Cũng biết định vợ ghê nhỉ. Tuyệt quá. Băng nhạc trẻ Rừng Xanh của Tây Nguyên đoạt huy chương vàng trong cuộc thi liên hoan các băng nhạc trẻ toàn quốc. Chắc chắn sẽ nổi như cồn cho mà xem. Cái gì dính đến Tây Nguyên của anh là anh nhảy dựng lên. Nếu chả may mà không được giải, lại bảo ban giám khảo không công bằng, rõ là xấu tính. Em không biết thiên vị là một thuộc tính của loài người à? Người không biết thiên vị là người quá lý tính, lạnh lùng đấy. Em hiểu chưa? Đừng mừng vội như cậu Quang ấy. Chào anh. Không biết ai sẽ là người đáng mừng đây, tôi hay là cậu Quang? Vớ phải cái đề tài này, quá là ăn gạo sống mà không được uống nước. Ai bảo anh nhận? Phải học cách từ chối chứ. Nhưng có bao giờ anh dám làm trái lãnh đạo đâu. Khẳng khái gớm nhỉ. Cô có giỏi thì làm ngược lại với ý lãnh đạo đi. Đừng vội tuyên ngôn. Tôi làm ở cái viện nghiên cứu tuổi trẻ này đã gần chục năm. Tức là hơn các cô các cậu ở đây đến 8 năm rồi đấy. Ăn đủ đòn và lĩnh đủ sẹo rồi. Tốt nhất đừng vội đưa ra lời khuyên với tôi. Đáng lẽ là phải ngược lại. Chính tôi mới là người cầm tay dắt các cô các cậu đi. Dắt đi đâu? Đừng đưa vào nhà nghỉ nhé. Trừ trại giam, còn thì đi bất cứ đâu. Hoa vốn là có pháp danh là thích đủ thứ. Nói vậy thôi, hơi đâu mà ôm rơm giọng bụng. Tôi còn lạ gì các vị nữa. Ngoài mặt ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng bên trong thì coi người như mẻ. Cứ nhìn cậu Quang đây thì biết. Nhìn thấy sao cơ? Em thấy anh Quang rất đáng yêu. Giá mà anh ấy chưa có ngân thì đừng hòng thoát khỏi tay em. Đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Anh ạ, xin chào tất cả mọi người. Quang có đây không? Dạ thưa anh, chưa thấy đến ạ. Lại chiến tranh giữa các vì sao rồi. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu cứ nhất quyết mò đến đấy bằng được là làm sao. Đề án thì đã trả lại cho người khác rồi, cay cú làm cái gì. Đây không còn là chuyện cay cú. Em không muốn làm cái gì cũng được rồi, nhất là khi đã nhìn ra vấn đề. Vấn đề gì? Chờ được vạ thì má đã sưng. Em muốn tìm hiểu về bọn chúng, bởi em nghĩ tại sao chúng lại gọi điện nặc danh cho em. Chắc chắn chúng sợ em phát hiện ra việc gì đó. Nếu chỉ đơn thuần là bọn nghiện hút thì không đời nào chúng hành động như vậy. Được rồi, thử tính xem sao nhé. Cậu nghi ngờ, thế rồi cậu theo dõi, cậu phát hiện ra một việc gì đó, thế rồi thì sao? Cậu sẽ báo công an hay là tự mình phá án như là điệp viên 007 thần tượng của cậu? Em chưa biết phải làm sao, nhưng không thể không làm một việc gì đó. Nghe tôi đi, dẹp ngay cái trò trinh thám ấy lại, kẻo rước họa có ngày đấy. Bọn tội phạm bây giờ nó manh động lắm, hành động không biết ghê tay đâu. Hãy để mọi việc như nó vẫn phải thế. Mình cậu chả giải quyết vấn đề gì đâu. Ai cũng khuyên em như vậy cả. Sao thế nhỉ? Từ bao giờ mọi người chỉ biết nghĩ đến sự an toàn cho riêng mình? Đừng nghĩ em thích chơi trội, muốn làm người hùng. Em chỉ không muốn bạn mình chết một cách vô ích. Phải bằng mọi giá kéo xa mọi người ra khỏi ma túy. Anh hiểu không? Anh là bạn thân của em và anh còn nghĩ như thế.
huống hồ xin lỗi, tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Thôi được, em sẽ cố gắng tự bảo vệ mình. Nhưng anh đừng nói gì với bố mẹ em về những chuyện đã xảy ra đấy nhé. Các cụ cả nghĩ lại mất ăn mất ngủ, tội lắm. Tất nhiên rồi. Thế đêm hôm qua mang cái bộ mặt kia về các cụ có tra khảo gì không? Em nói là do bị ngã xe, nhưng nhìn mắt bố em có cảm giác ông cụ không tin. Tình yêu đến em luôn mong đời tiên, em đi em không thể nuối tiếc. Nuối tiếc bởi vì cái đi anh lép không có tiền nữa gì đâu. Hóm thật đấy. Này, tôi đố cậu nhá. Dạ. Cái loại con gái như chúng ta vừa hát ấy, có mấy nghề nào? Ui giời, cái bọn ấy chỉ có mỗi một nghề. Nghề gì? Thì nghề đớp, đố kỵ, ghen tuông như cái gì đâu. Dân gian đã tổng kết rồi. Cái loại như thế có 7 nghề. Ui giời, nhiều thế cơ. Này nhá, thìa la, thìa lẩy, con gái 7 nghề, ngồi lê là 1, dựa cột là 2, theo dây là 3, ăn quà là 4, trốn việc là 5, hay nằm là 6, láu táu ấy là 7. Cái gì đây? Các anh ơi, các anh làm ơn làm phúc cứu con gái em với, trợ giúp cho đến bệnh viện. Quá. Thiếu gì xe con qua đây sao cô không vậy? Em biết là phiền các anh. Từ nay đến giờ mấy mấy xe nó chả thế nào dừng cả. Các anh thương cháu với. Cậu Tiến, tên gì mà tại sao lại đến nông nỗi này? Dạ, em tên là Thân ạ. Khổ, em vừa rời mắt đi một cái là nghịch dại. Đời thổ nhà ai lại trèo đến ngăn kéo của cái tủ nhún nhảy làm cái tủ đổ xuống đè cả vào người cơ chứ. Không biết trông nom con cái thì đừng có đẻ. Nó thì đau, mình thì khổ. Tại em cả. Chắc nó đau lắm đấy. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, cô cứ bình tĩnh. Cần gì chúng tôi sẽ giúp. Thế chồng cô đâu mà không theo lên đây? Các anh lại đến thăm em. Cậu ở đây một mình à? Vâng. Trước em ở cùng anh Đồng Hương, sau anh ấy đến ở với bạn, thành ra còn mỗi mình em. Có phải cái gã đã bỏ rơi cậu lúc cậu bị sốc thuốc không? Vâng. Chính anh ấy đã về làm, đưa em ra đây kiếm việc. Các anh ngồi tạm đi ạ. Sức khỏe thế nào? Đã đi làm được chưa? Em vẫn còn mệt lắm, chắc phải nghỉ thêm vài ngày nữa.
anh em tôi mua cho cậu ít quà, cố gắng mà ăn cho lại sức. Lần này thì quyết tâm cai nghiện chứ. Cậu mà sốc thuốc lần nữa thì nguy lắm đấy. Cai nghiện thì cũng khó thật, nhưng không phải là không làm được. Em sẽ cố gắng xem sao. Bố mẹ cậu có biết việc này không? Không ạ. Mẹ em bị bệnh tim, biết chắc bà ngất mất. Cố cai đi rồi hãy về quê. Tôi sẽ tìm giúp cậu một trung tâm cai nghiện. Nhưng thực sự cậu có quyết tâm không? Vâng. Vũ này, hình như cậu có quan hệ với bọn ở Thoán Tăng Cô phải không? Sao anh biết những chỗ ấy? Biết chứ. Tôi rất muốn tìm hiểu về bọn chúng. Anh đừng có dây vào. Đến em muốn thoát ra còn khó. Vì sao? Anh cứ biết thế thôi. Bọn chúng không chỉ nghiện không thôi đâu. Tôi đã nói rồi, việc của cậu là nghiên cứu, cũng như tôi sáng tác. Tốt nhất anh hãy tránh ra. Nghe em đi. Các anh uống nước nhé. Các anh tìm hộ em chỗ cai nghiện nhé. Em cũng thấy hai hãi. Biết sợ thế là tốt. Tôi cứ nghĩ con nghiện nào cũng sẵn sàng đạp cuộc sống xuống dưới đất. Nói dại, nếu chả may thì bây giờ em cũng nằm dưới ba thước đất rồi. Gia đình em không biết ra sao nữa. Em nghĩ... Các anh thông cảm. Bây giờ em có việc phải đi ngay. Hẹn các anh khi khác nhé. Nhớ giữ sức khỏe nhé. Dạ. Hứa cái gì nhớ không? Dạ không ạ. Ấn tượng, siêu thực. Chào bà. Bà đang làm gì đấy ạ? Bà đang quét mạng nhện. À Loan này, dạ. Bà cháu mình cùng dọn nhà để cho mẹ sinh em bé được khỏe mạnh, được không? Chứ phải làm thế nào ạ? Cũng không có gì khó cả. Thứ nhất ý, là phải cho mẹ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều hơn. Thứ hai là phải làm cho mẹ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thứ ba là cả nhà ta phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chờ khi mẹ sinh em bé. Tất cả những điều này con có nhớ được không? Tất nhiên rồi bà. Bà để cháu làm cho. Ừ. Con nhắc lại cho bà nghe nhá. Ừ. Ăn uống, nghỉ ngơi, vui vẻ, hạnh phúc. Tất cả để mẹ sinh em bé, đúng không bà? Khi mẹ sinh em bé, con có được ở bên cạnh không bà? Có thể. Nhưng quan trọng nhất là phải có một bà đỡ có kinh nghiệm và được đào tạo. Con có hiểu không? Bà đỡ sẽ là người đầu tiên đón em bé khi em bé mới trong bụng mẹ chui ra. Và cũng là người duy nhất có thể giúp đỡ được mẹ con nếu như có chuyện gì xảy ra. À, bà ơi, cháu sẽ mang em bé đi khoe với mọi người nhé. Không được đâu con ạ. À. Vì một em bé mới sinh ra còn biết bao nhiêu chuyện quan trọng phải làm nữa. Việc gì cơ hả bà? À, như là phải ủ ấm cho em bé này, phải cho em bé bú sữa mẹ càng sớm càng tốt. Rồi còn phải khám cho em bé để chắc chắn rằng không có điều gì bất thường xảy ra cho em bé nữa. Còn thấy đấy,
Một em bé ra đời quan trọng biết nhường nào. Em bé con sẽ không trao chứ bà. Chà bố chị, đã biết là em gái hay em trai đâu. Là em gái để sau này còn chơi chuyền với con nữa chứ. Lúc ấy con sẽ mang gấu bông vào cho em chơi nữa bà nhé. Ừ, cả chip chip nữa. Ơ mẹ. Khổ. Nếu thấy mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Chuyện chăm sóc thằng Huy để đấy mẹ lo cho. Mà nếu cần ý thì lên trạm xá nhờ cô Thoa khám cho xem thế nào. Có lẽ cũng phải thế thôi mẹ. Con thấy lo lo. Ừ. Các chị nhớ cho đấy. Ít nhất phải đi khám thai đủ 3 lần. Phải tiêm phòng uốn ván, uống viên sắt. Ăn uống thì đừng có nghe mấy bà già lạc cậu kiêng khem đủ thứ mà thiếu dinh dưỡng đấy. Thì chúng em chẳng khám, lần này là lần thứ 2 rồi còn gì. Lần sau trạm y tế sẽ tổ chức một buổi nói chuyện chuẩn bị sinh nở. Các chị nhớ đến dự, không thừa đâu. Có rất nhiều dấu hiệu có thể gây nguy hiểm khi sinh, như sốt huyết, sốt, phù chân, da xanh vàng, thai không cử động. Phải biết mà đề phòng, chứ đừng để quá mù ra mưa mà không cứu được đâu. Em đẻ đứa đầu vất vả lắm, chả có kinh nghiệm gì cả, lại nghèo nữa. Khổ thân con bé, bây giờ vẫn còi cọc. Nuôi trẻ con, chả ai nói cứng được. Đang khỏe, bỗng nhiên trở bệnh. Còn đứa chỉ qua trận sốt, mà chịu thiệt thòi cả đời đấy. Không có con thì không yên, mà có con ấy thì lo từ lúc mang bầu đến khi chúng lớn, rồi dựng vợ, gả chồng, đẻ con. Xem ra đời người cũng lắm mối lo, các chị nhỉ. Nhưng bảo sống khác đi thì đố chị nào làm được đấy. Một đứa trẻ ra đời bao nhiêu thứ phải để ý. Nào là bệnh vàng da 2 ngày đầu tiên, trẻ khóc ngằn ngặt không chịu bú, sốt, nôn, thở gấp, co giật. Mà người mẹ vừa qua cơn vượt cạn, người yếu như tàu lá, có khi bị sốt, chảy máu nhiều. Nếu không có kiến thức và người nhà trợ giúp thì phải có 3 đầu 6 tay với một thần kinh thép mới vượt qua được. Người nhà phải hiểu được những điều này để mà xử lý tình huống. Em đẻ con đầu cháu sớm nên mẹ chồng em không cho về bên ngoại. Nhưng mẹ chồng em tâm lý lắm, lo cho con dâu mà như lo cho con gái. Từ chuyện ăn uống, quần áo đến tã lót. Trước hết các chị phải biết cách tự giữ gìn cho chính mình đã. Sau khi sinh, cơ thể cần ít nhất 6 tuần để khôi phục lại thể trạng. Vì vậy nhất thiết phải nghỉ làm trong thời gian này và kiểm tra 2 lần sau khi sinh. Đặc biệt trong tuần đầu tiên, các chị nên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý. Nên tránh lúc thì ăn uống không đầy đủ kiêng khem quá kỹ, lúc thì lại ăn uống quá nhiều. Khi nào xã thông báo đến ngày uống vitamin A thì nhớ đến. Đừng để cho người đi gọi hay áp tải tới đấy nhá. Các cụ ta có câu, có thờ, có thiêng, có kinh, có lành. Chị trạm trưởng y tế hả? Mình cũng nên kiêng khem chứ. Đúng thế. Nhưng đừng nên hiểu sai ý các cụ. Các cụ nói kiêng khem là kiêng khem làm việc chân tay quá sức, nhưng phải giữ cho cái tâm thanh thản, không lo nghĩ. À, mà tôi nghe nói vợ chồng cô lại hay chành chọe lắm, có phải không? Sáng tinh mơ đã nghe thấy tiếng vợ chồng cô ấy cãi nhau rồi. Này, tôi nói thật nhá, cô lắm điều vừa vừa chứ, ai mà chịu được. Bớt mồm bớt miệng ấy cô ạ, thằng chồng cô nó hiền đấy. Ôi dồi ôi, một ngày cãi nhau 3 trận bé, 3 ngày cãi nhau 1 trận to, nó quen đi rồi. Vắng miệng cô ấy, cả làng tưởng có đám. Chị trạm trưởng ơi, nhờ chị xem cho em nó với. Nó kêu đau bụng chị ạ. Thế ạ, bác đưa Phượng vào trong kia để em khám cho. Vâng, vào đây con. Còn việc này tôi xin nhắc thêm, việc dọa sảy thai có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ lúc nào, kể cả người khỏe mạnh. Các chị phải hết sức cẩn thận, đến ngay cơ sở y tế nếu thấy có điều gì bất thường. Đừng chủ quan để xin chuyện mà hối không kịp đâu. Thôi, tôi vào khám cho cô Phượng đây. Vâng ạ. Có dấu hiệu bị động thai chị ạ? Dạ. Cô Phượng đừng quá lo lắng, càng lo lắng càng nghĩ, càng làm tử cung co bóp dễ gây sảy thai. Ra trạng sáng ngay như thế này là tốt rồi.
Bây giờ sẽ uống thuốc nằm nghỉ tại đây. Nếu không đỡ, chúng tôi sẽ chuyển lên bệnh viện huyện. Khổ. Chắc tại mấy hôm nay lo lắng, đi lại chăm sóc chồng nên mới ra nông nỗi này. Chắc chưa có gì nghiêm trọng đâu bác ạ. Huy đỡ chưa hả bác? Cảm ơn cô, em nó ổn rồi. Chắc chị ở lại trên đó vài ngày nữa thôi. Con nằm lại đây nhá, mẹ về nhà nấu cơm. Vâng. Nhờ các cô trông em nó giúp tôi. Mẹ về nhá. Vâng. Không mở cửa tôi phá bây giờ. Anh vào đi làm đi. Làm gì mà lâu thế? Bị ai đánh phải không? Không. Em bị ngã đấy. Hôm trước tôi cũng bị ngã như thế này. Có chuyện gì vậy? Cậu nói đi. Không có chuyện gì thật mà. Tôi không tin. Hôm trước tôi đã bị chúng đánh. Hôm nay đến lượt cậu, đúng không? Chả ai đánh tôi cả. Anh đừng có lắm chuyện. Cậu cứ việc nổi cáu đi. Nhưng tôi sẽ không về nếu cậu không nói rõ sự thật. Sự thật, anh muốn biết sự thật này. Sự thật là tôi cùng đường, là tôi hết tiền, đói ăn, nghiện ngập, sống như một con chó. Đấy, sự thật cho anh đấy. Thực tế do cậu tạo ra đấy chứ. Và chỉ có cậu mới có thể thay đổi nó bằng một sự thật khác mà thôi. Anh đừng đến đây giảng đạo đức cho tôi nữa có được không? Tôi muốn giúp cậu, chỉ vậy thôi. Tôi tự lo cho mình được, anh không phải quan tâm nữa đâu. Sao bỗng dưng cậu lại thay đổi thế? Cậu đã từng hứa với tôi thế nào? Ai đã nói gì đâu. Anh đừng có vu oan giáng họa cho tôi. Tôi thật không ngờ, tôi không tin cậu lại như vậy. Tôi là thế. Anh đừng bao giờ đặt lòng tin vào những thằng nghiện. Nhớ chưa? Những kẻ như tôi là nguy hiểm lắm. Tốt nhất là anh tránh cho xa ra. Giờ thì anh đi đi. Khi nào cần cậu gọi cho tôi nhé. Số điện thoại cô biết rồi đấy. Tôi chỉ còn một ít, cậu cầm tạm. Nhớ đừng dùng để mua heroin đấy.